Hello mọi người, hôm nay gặp dịp để quay video, gặp đúng dịp con Bắc Hà nó đẻ. Để quay video cho mọi người xem con Bắc Hà nó đẻ nó chăm con như thế nào. Đây cái tai của nó là mấy hôm gần đẻ nó nóng trong là nó gãy tai sứt tai rồi đấy. Cho mọi người xem, cho con đang được 4 con rồi. 4 con cho con. Hình như là một con vẫn còn đang thì hãy xem nào, một con này vừa thấy nó đứng dậy là con chó con nó vẫn còn đang thì dính cái cung rốn, xem nào còn dính không, cắn chưa, cung rốn vẫn còn dính thế này. Con mẹ nó vẫn còn rơi rồi, cung rốn rơi ra rồi đấy, cung rốn nó dài này, nó vẫn còn dài, chưa cắn cung rốn luôn. Ok, cắn cho con đi cho nó gọn. Rất là khéo luôn. Cho ta thì nó có một cái, cho ta nó có một cái hay của nó là nó chăm con rất là khéo. Người không cần làm gì cả, kệ nó đẻ thôi. Con nào kêu là con mẹ nó sẽ liếm láp này kia ngay. Đây nó tự cắn, tự cắn cuống rốn hết, không chủ không phải làm gì, tự nó thôi, tự làm hết. Đây để xem được cái như thế nào nhé, xem mấy đứa này được cái thế nào nào. Qua hai con nó đẻ, đây là con cái này, ủa chỗ còn to thế đấy. Cho ăn chibi cho con to thế đấy. Đây con cái tiếp này, đực này, đây là con thứ tư là đực hay cái, con thứ tư này cũng là đực. Đây, cho con này nó là con đẻ sau cùng, nó đã ngậm ti rồi, nó ngậm ti rồi, để kệ nó. 4 con như vậy là hai đực hai cái đấy, là con mẹ đây này. Đây là con mẹ nó đang cắn dây rốn cho con này. Để mọi người xem trực tiếp. Nó đang cắn dây rốn cho con nó đấy. Nó cắn rất là khéo. Đây nha, để tí cho mọi người xem là cái dây rốn nó cắn nó rất là nó sẽ còn lại ngắn. Còn cái dây nó còn rất là ngắn. Cắn gặm nhằn kéo con chó con ra. Xem đây là trực tiếp nó chăm thôi, kệ nó thôi, không có người không có làm gì. Vẫn còn sợi đây, thường thường nếu mà có giúp chúng nó thì khi mà cho nó cắn xong như thế này nó còn cái sợi thì cho con chó con nó đỡ vướng thì cắt nó đi. Đấy, con mẹ nó vẫn đang cắn. Con sợi nó vẫn cắn nước. Đấy. Em cứ làm việc của em đi. Sạch chưa? Coi như là nó đã coi như là xong đấy. Đây nha, để cho con xem là con cho con nó vừa mới cắn rốn, xem là cái dây rốn này, dây rốn vẫn còn già, vẫn còn đoạn, nhìn thấy vắt qua người kìa, vẫn còn dư một tí. Thế nó có dọn nốt cái chỗ đấy không, vì nó còn ở dạng sợi tơ thế nên nó khó cắn. Có vẻ như là nó sạch rồi đấy. Xem nào, đây, mọi người nhìn chưa? Đấy, cũng rốn là thế là đã xong. Gọn gàng luôn. Đấy, nó tự nó xử lý nhá, chứ không cần phải chủ không cần động tay. Đấy là con chó ta là nó khéo như thế. Đây là cái con giống chó trắng Bắc Hà đấy. Lại nhắc lại cái tai của nó này. Cái tai của nó này, cái này là do hai hôm gần đẻ này, nó nóng
thời tiết mấy hôm nay nó kiểu nó hanh khô kiểu gì đấy, nó nóng mà nó gãi gãi sứt tai ra. Nó chỉ một hôm thôi, hoặc là do nó gần đẻ nó nóng ấy, nó nóng ở trong người. Này, sạch rồi vẫn còn phải dọn thêm, thế là sạch lắm rồi, mỹ mãn này, tuyệt vời rồi. À còn dính một tí, nó không chịu đâu, kìa kìa, còn dính một tí nhưng mà cũng là ngắn lắm rồi, thế là ok rồi. Như thế là hoàn hảo để một ngày nó cái cuống rốn nó khô, một ngày hai ngày nó khô nó rụng là đẹp. Bốn con không biết là bụng còn con nào, uốn từng con một. Con chó khi mà nó đẻ ấy, là nó tự làm sạch cái bầu ti của nó tự liếm cái bầu ti của nó. Thế khi cho con mà đẻ ra là có cái ti sạch để nó bú luôn, đấy là cái bản năng tự nhiên, bản năng tự nhiên của con chó mẹ. Nhìn cái ti của nó rất là sạch. Bốn con cho con thì nó lớn như thổi luôn. Cho nó cái nó gần đẻ đây là nó tự vào trong chuồng nó đẻ, chứ cửa chuồng là mình để mở đây. Cửa chuồng là mình để mở này, cho ra vào tự do. Để cho nó cái thảm này, để cho nó cào ổ. Nhưng con chó ta thì nó dễ đẻ, nó đẻ rất là nhanh. Không thấy nó có dấu hiệu cào ổ thì nó đẻ luôn rồi. Và nó đẻ nó cào luôn cái thảm ra, nó không nằm cái thảm vì nó nóng. Nằm sàn nhựa, nhưng mà cái sàn nhựa này thì cái lỗ nó to, thành ra là phải giải cho nó cái gọi là cái chiếu trúc. Đấy. Có đẻ thêm còn con nào đẻ nốt đi. Bốn con này thì nó bầu nó bụng to lắm. Bình thường bầu bụng to như thế này thì nó phải đẻ độ khoảng tầm 6 con. Nhưng mà cho con nó to như thế này thì có khi bốn con có khi cũng hết rồi. Sờ bụng nắn bụng có vẻ vẫn còn một con nữa. Con đẻ nốt đi. Có còn không? Còn đẻ nốt. Đây, quay gần một chó con. Rút ti mẹ này. Người con chó con nó mới đẻ ra nó vẫn còn đang ướt đây này. Con ướt con khô. Đây, thời tiết này không có dùng điện sưởi nữa. Thỉnh thoảng mới bật thôi. Vì nó nóng. Không thì con mẹ nó nóng lắm. Đây, mẹ liếm tiếp khả năng có khi phải đẻ luôn. Đấy, nằm chắn con đấy. Thôi em chăm con đi nhá. Nhá, để tí xem có thêm con nào nữa không. Đấy, bên kia có con chó con đấy, đang đòi mẹ đấy. Có hai con đẻ, một con là đẻ được một hôm rồi, con này là đẻ sau một hôm. Con kia thì đẻ được có hai con thôi, hai con đực. Đây để sang quay luôn cho mọi người xem luôn. Đây là con ở ngay ô bên cạnh thôi. Đây là đang để cửa chuồng để tự nhiên, để nó muốn ra thì ra, muốn vào thì vào. Ok. Bên này thì bật sưởi này cho nó giạt hết ra này. Tí phải tắt cái sưởi đi. Ê, nằm ở đây nó lọt chân đấy. Nằm ở đây. Đây là chó con này. Đẻ ra sang ngày thứ hai là lông nó khô là nhìn nó trắng. Đấy. Đây là hai đực, bên này là hai đực. Ok, nằm xuống cho con nó ti đi. Đực 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 đực. Hai được, hai được. Nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống. Nằm ra. Nằm xuống nào. Em nằm xuống đi. Nào, nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống. Nằm xuống anh xem nào. Thôi, tha đi đâu. Nằm xuống. Mẹ nằm xuống. Mẹ nằm xuống. Đúng rồi, nằm xuống. Cho nó ti. Nằm yên đấy, để tí anh sắp tắt cái sưởi đi. Yên tâm, không phải lo về cái chuyện nóng. Bật sưởi tốn điện chứ làm gì. Yên đấy nha, để tắt điện, nằm yên đấy. Tắt luôn đi. Không phải là cứ thích
cái đèn sưởi nó tốn điện lắm chứ nó không không có sung sướng gì đâu. Nằm yên đấy, anh đang để yên máy quay nhé, nằm yên này, để anh bật cái sưởi cho. À, tắt cái sưởi đi. Ý kiến vì cái sửa nó nóng. Ok, chăm con thì như thế này đây, để cho con nó nằm ở cho đấy, nó không phải giặt đấy này, nên nó ra ngoài cái sàn nhựa nó lọt chân, lọt chân thì cho con thì nó chả sao đâu, nhưng thỉnh thoảng có con nó vội, nhiều khi là con mẹ ra bên ngoài, hôm nay lúc chạy vào cho con bú, cho con bị giặt chân nó kêu oai oái, những con khác là nó sốt ruột, nó sủa. Đấy, xem cho mẹ chăm con. Giống chó ta này thì nó rất là khéo. Ừ. Cho mẹ chăm con. Chó con là lúc nào cũng no, cánh bụng lăn ra ngủ. Đấy, mọi người nhìn thấy cái màu lông của con mẹ với con, mọi người sẽ thấy là cái màu lông gốc của nó như con là màu lông nó trắng. Còn con chó mẹ là lâu mình không tắm, mà mấy hôm chúng nó nghịch cái gọi là cái mùn của cây xanh, mưa nó chút nó rơi xuống, chúng nó ra cho nó vảy, nó bám bẩn, nhưng mà nhìn lông của chúng nó nhìn vẫn là tương đối là màu trắng. Đây này, quay ra rồi này, no quá quay ra rồi này, không cần ăn luôn này. Đấy, nhìn lông mẹ với lông con nhìn khác nhau chưa? Đây, ok, bỏ ra cái này ý kiến ngay. Con này thì bầu bụng bé, bé tí thôi, đẻ này hai con, mà con cho con rất là to. Nó bầu bụng nó bé tí tẹo, vì là mấy con nó giống nhau, mình còn tưởng con này là con phối sau cùng, nhìn bụng nó bé. Cái con mà vừa mới quay xong lúc trước đấy là con đấy là tưởng nó là con phối đầu tiên, cuối cùng con đấy lại là con đẻ sau con này một ngày, đẻ sau con này ngày rưỡi. Coi như là đẻ sau, coi như đẻ sau hai ngày đi. Cho con của chúng nó thì sàn sàn như nhau thôi, nhưng mà nói chung là con này nó chăm hai con thì khả năng là, ui giời, ông này ông đang tìm ti, nó chăm hai con thì khả năng là cho con của nó sau nó sẽ to hơn. Nhưng mà bọn Bắc Hà này này, bọn Bắc Hà trắng này nó có một cái đặc điểm là cái bộ gen của bọn chó con mà mình giữ giống được này, là nó đẻ ra là chân của nó không có bị ngón chân thừa. Dễ hiểu thôi, vì đời bố mẹ của nó cũng không có, đẻ ra không có con nào bị móng chân thừa cả, cái ngón thừa ở cái chân sau ấy, gọi là huyền đà, nhưng mà thực tế nó là cái ngón chân thừa, nó gây vướng víu cho cái sinh hoạt của con chó. Ok, ở đây chăm con nhá, để anh lại sang anh ngó con kia xem nào nhé. Làm đây chăm con tí, nó ăn cho ăn trước, không phải ồn ào, ra ngoài chơi một lúc thế ok rồi. Còn bình thường là chốt mẹ con cho nó ở trong chuồng để cho nó đỡ ra vào nhiều. Nhiều khi nó ra vào không là sợ là nó đi rồi chân bẩn, hay là cho con nó nhau theo ấy, nó lọt qua các cái khe này, các khe này mình không lót, nó hơi to, các khe này này cho con nó có thể lọt xuống này. Ok nhé, làm biết đấy, ý, rất xinh gái luôn. Để sang xem con kia. Đây, sang con bên cạnh này sao, có đẻ thêm con nào, thêm con nào không em? Thêm đứa nào chưa, hay là hết rồi, có thêm đứa nào chưa?
nhấc cái mông ra anh xem nào, nhấc cái chân anh xem nào, chưa thêm đứa nào hết rồi. Sờ bụng có vẻ vẫn thấy vẫn còn một cục, cái bụng to lắm. Bụng mỡ còn không, bụng nó to ra cái đẻ bốn con to quá, đẻ xong cái bụng hóp luôn, bình thường bụng nó phình ra luôn nhỉ, giờ bụng hóp luôn 4 con. Ok, để xem là có gì thì mai cập nhật xem là chúng nó có thêm con này, nó có thêm được con nào không thì mai cập nhật. Nghĩ là bụng con này là nó phải đẻ 6 con đấy, nhưng mà đẻ con to quá thì khả năng 4 con thôi. Sinh gái tuyệt vời luôn, chăm con rất khéo, chăm con cực khéo luôn. Ok, mọi người mà quan tâm đến chó Bắc Hà trắng này, chó trắng Việt Nam thì cứ liên hệ qua Zalo điện thoại 0901008234 nhé. Tổng cộng bây giờ là đang 2 đàn là có 6 con thôi, mà 4 con được 2 con cái. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo.